bị dính con sóc, nhưng mà bị con mèo rừng nó ăn mất cái nha mọi người. Đây nè, mèo rừng nó ăn mất con sóc, ăn nửa người luôn rồi. Trời ơi, nó ăn còn cái da không à. Mọi người nhìn con sóc nè, trời ơi con sóc này chắc là 5 lạng á. Sóc gì mà to dữ trời. Con này chết hồi tối rồi. Wow ơi, trời ơi mọi người nhìn con dái á. Thì nó to á. Trời ơi nhìn con dái. Ok, chào tất cả mọi người buổi sáng nha. Giờ hai anh em mình đang ở trên Buôn Đôn nha mọi người. Hai anh em mình bữa nay đi thăm Cẩm Kiền nha mọi người. Giờ hai anh em mình vừa tới cái điểm thăm đây. Đây, cái lối này mình đặt có hai cái này. Này, bữa nay mình đi chung bên sáng này. Chào mọi người tí anh sáng. Bây giờ là mới có 4 rưỡi 5 giờ thiếu thôi. Bây giờ tầm 5 giờ 5 giờ mấy nha mọi người. Này, đây chỗ này có cái hồ hơi bị to luôn nha mọi người. Chỗ này người ít đi lắm. Đây là cái đập thủy điện đúng không ạ? Coi đám của con là đã đó, mình trong cái luồng này mình đặt hai cái nha mọi người. Giờ thăm nó hơi tối nha mọi người xem video thông cảm cho mình nha. Giờ hai anh em mình bắt đầu đi vô thăm hai cái đầu tiên cái luồng này trước, tới 7 rồi mình quay tiếp trong cái xe. Đây nè, sát đây mình có một cái nha mọi người. Đây nè, cái đường này nè, đường mòn này mình đặt hai cái. Rồi xong phim. Mới cái đầu tiên luôn, dính con chuột luôn nha mọi người. Trời ơi. Chuột này chuột gì anh? Chuột cơm hả? Cơm. Trời ơi, mới cái đầu tiên dính chuột luôn nha mọi người. Bỏ về cho con mèo. Trời ơi, mới vô cái đầu tiên dính chuột luôn. Quá phê. Rồi giờ mình đi tới mình thăm cái tiếp theo luôn nha mọi người. Phía đi vô đây một đoạn nữa là còn cái nữa nè. Cái lối này mình đặt hai cái nha mọi người. Mới vô dính em chuột không biết phía sau không biết có dính gì không nữa. Hả? Ừ, được tô giả cày rồi đó. Chuột đó là chuột chuột đồng nha mọi người, chuột sạch á, chuột đó ăn được nha mọi người. Chuột mà chuột gần nhà kia mình ăn mình mới sợ dơ, chứ còn chuột này là mình ăn được hết. Trời ơi, xương á, xương nó xuống hai bên á, mình đi nó ướt áo, lạnh ghê luôn á. Trời ơi, ướt hết trơn à. Kiểu như trong này ít người đi á. Ồ, chỗ này có cái xuồng luôn nha mọi người. À, nó đâu có cái lối đâu đúng không? Chỗ này có cái xuồng này, mình không biết xuồng này không có ai xài sao. Chắc mình xuống mình khênh hay mình xài. Xuồng này đâu có máy đâu. Rồi, mình tới cái tiếp theo nha mọi người. Móm luôn. Rồi, cái tiếp theo móm luôn nha mọi người. Trời ơi. Đó còn cái chỗ biết quẩy mẹ. Móm luôn nha mọi người. Đây là cái thứ hai. Bữa nay hai anh em mình đặt tầm 20 cái nha mọi người. Trời ơi. Mới hai cái móm luôn, dính được có mỗi con chuột à. Rồi bây giờ mình qua bên đường bên kia nha mọi người. Đường bên kia mình đặt hai cái nữa. Giờ tới 7 rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi vô cái tiếp theo móm luôn nha mọi người ơi. Ở đây nè. Chỗ này cái rảnh cũng đẹp đấy chứ, mà sao không có con gì đi. Chưa mòn. Trời ơi đất. Kiếp không? Ừ. Nhạy vậy mà không dính à. Nó rậm. Rậm. Nè, cái dây là mình cột vô phía bên trong này nha mọi người. Có. Cái bẫy là có là bây giờ nó lôi nó dính liền à. Nó lôi rồi dính vào cỏ. Ừ. Rồi giờ mình gom đi luôn để cái gì chiều mình đi đặt lại nha mọi người. Rồi giờ mình qua cái tiếp theo mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Vừa mình vừa thăm cái tiếp theo mọi người. Ồ. Bị con gì ăn, con mèo rừng ăn luôn. Bị con mèo rừng ăn luôn. Ồ, cái này dính con sóc bị con mèo ăn luôn nha mọi người. Ồ, sóc nó to. Nó ăn hết rồi. Ồ, nó ăn luôn cái đầu cái mình luôn rồi. Mèo. Úi giời. Đó là có cột. Rồi bỏ nó xuống cái như này đó. Trời ơi, uổng chưa?
bị dính con sóc nhưng mà bị con mèo rừng nó ăn mất nha mọi người. Đây nè, mèo rừng nó ăn mất con sóc, ăn nửa người luôn rồi. Trời ơi, nó ăn còn cái da không à. Rồi bây giờ mình xuống thăm cái tiếp theo rồi mình xử lý cái này luôn nha mọi người. Chỗ này còn cái nữa, cái đầu dính nè. Ừ. Thấy bật nắp là nhìn thấy sướng rồi, còn nó ăn nè. Để đạp ra con. Để đạp ra con sóc rồi. Nó ăn hết cái ruột con sóc luôn. Con lồi cằn cứ ngắt luôn cái dây luôn mà. Con sóc bún to luôn. Trời ơi, con sóc bún to. Mọi người nhìn, ủa sóc này sóc gì anh? Cơm mình nhé. Sóc đất á. Sóc đất nhìn to ghê ha. Coi nè mọi người, nó lông. Nó ăn, nó mòi này. Nó mòi, nó ăn hết cái ruột luôn rồi. Còn da không à, trời ơi. Coi nè, ruột đồ nó ăn hết trơn luôn rồi nha mọi người. Không còn gì trong cái ruột luôn á. To nha. Ủa, sóc to chà bá luôn. To như cái bàn tay luôn á. Ôi ôi, nó ăn còn dính hồi nãy, nó bị kẹp ở đầu này nha mọi người. Nó ăn hết cái mình luôn à. Còn chừa cái da không à. Cái này là mèo với gì nữa ha. Cái này mèo rừng với chồn là nó ăn sạch luôn á. Một là mèo, hai là chồn. Đó, đùa nó ăn sạch trơn luôn nha mọi người. Thôi nè. Vô á. Trời ơi, uống nha. Sóc to chà bá lửa luôn. Trời quá. Ơi, tiếc gì đâu á. Vô thấy cái nắp nó bật lên rồi. Thấy nó quằn quại chỗ này nè. Nha, nó quằn dẹp cái cỏ luôn nè. Cái đường rõ đẹp luôn. Cái đường đẹp ghê không mọi người. Nếu mà cái này mà nó không dính con sóc mà dính con chồn nó rồi. Nó đi ngang qua đây mà. Trời ơi, nhìn con sóc to chưa. Khủng khiếp. Thôi dục quá cho nó ăn đi. Nó quen rồi, giờ mình qua bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi cái này mỏm luôn nha mọi người. Rồi cái này mỏm luôn nha mọi người. Trời ơi, đường ngon vậy mà. Đó, cái này là chung cái đường hồi nãy, cái đường thẳng vô dính con sóc luôn nha mọi người. Giờ mình ra mình quay con sóc cho mọi người xem coi nha. Trời ơi, nó ăn hết cái ruột con sóc luôn rồi. Không biết con gì ăn hay gì hết. Con mèo chứ, mèo nó mới ăn ruột chứ. Biết bây giờ. Chỗ này lối đi ngon ghê luôn á. Hả? Đâu? Ôi trời ơi, dính con sóc to nữa nha mọi người. Trời ơi, con sóc. Ôi, kiến ăn luôn nha mọi người. Trời ơi, con này bán nha. Trời ơi, con sóc 5 lạng luôn. Mọi người nhìn con sóc này, con sóc này chắc cũng 5 lạng á. Bằng má nó to. Chắc bằng con sóc hồi nãy ha. Ôi, con sóc nó to. Đủ mà kẹp này thì không kiến đi ra đi kiến. Trời ơi, mọi người nhìn con sóc nó thấy hết hồn luôn á. Mọi người nhìn con sóc này, trời ơi, con sóc này chắc là 5 lạng á. Sóc gì mà to dữ trời. Trời ơi, đã chưa. Rồi để tới bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi cái này mõm luôn nha mọi người. Nhưng mà có cái dấu chân á. Dấu chân con gì nó bước qua nè. Hôm họ xảy một cái lần rồi đó. Hôm này. Cái chỗ này là mình đặt lại cái chỗ cũ hôm bữa nha mọi người. Đây nè, đây nè, hôm bữa mình đặt chỗ này. Chỗ cũ đó. À. Giờ mình chuyển tới chỗ này. Mắc cái nhờ mõm mắc à. Dấu chân con gì? Này con sóc nãy nha mọi người. À, to nha. Trời ơi, nó kẹp lòn mắt luôn. Khủng khiếp. Nó kẹp như vậy mà hồ lòi nó mới lạ. Con này chết hồi tối rồi. Wow. Wow. Ôi trời ơi, mọi người nhìn cái con dái à. Ôi trời ơi, mọi người nhìn cái con dái. Trời ơi, nhìn con dái nó hết hồn luôn trời. Trời ơi, khủng khiếp chưa. Con này chết hồi tối rồi anh. Trời ơi, khủng khiếp chưa. Lần đầu tiên thấy con sóc này. Trời ơi, lần đầu tiên mình mới thấy mấy con sóc to cỡ này á. Sóc đất cũng to cỡ này luôn á. Còn to hơn nữa kìa. Trời ơi, nhìn khủng khiếp chưa. Con này mà cỡ tầm 2 con là nhậu bá cháy luôn nha mọi người. Thằng con hả? Mà nó to nha. Ồ, to khiếp thiệt à. Trời ơi. Ô, trời ơi. Nắm chặt tay luôn. Trời ơi, nắm chặt tay luôn nha mọi người. Nhìn sóc này. Ú, quá to luôn. Kẹp lòn mắt luôn. Đã ghê á. To bằng con chồn mini rồi. Ừ.
Trời thì có... thịt nó vàng óng á. Trời mà đặc biệt nhất là nhìn cái hòn giái đó nha mọi người. Trời ơi nhìn con hồi một ký chín là nó to như ngón tay cái. Nhìn cái hòn giái nó to bằng hòn giái mình luôn mẹ rồi. Mày chết mày cho mày. Mày chửi thầy tao bắn rồi kìa. Mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi. Đâu mày chửi thầy con cặt đồ mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Khủng khiếp gì kìa. Cái này nó đi léo léo nhiều quá. Nó mới to vậy. Ừ đúng rồi. Anh Sáng kêu là con này nó đi léo léo nhiều nè. Hòn giải nó mới to cỡ này. Ủa con chim nó có chút xíu à. Ra hòn giải nó to dữ không biết. Thì chim một lần nó ói lên á. Đã nha. Trời ơi. Mặt của tay mình. Rồi. Đi tiếp theo. Rồi bây giờ mình qua bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Cái này kiếm thêm con nữa làm thịt. Con hồi nãy mà không bị con chồn ăn á là đủ mồi nhậu rồi. Rồi giờ mình qua bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Thêm hai cái nữa móm luôn nha mọi người. Hai cái này nó không có bật luôn. Móm. Rồi tầm mười mấy cái dính được hai con sóc. Hồi nãy dính một con chuột nhưng mà còn cái chân không à. Mình không có quay, nãy tối quá. Quá tối luôn, đi chưa thấy đất. Rồi giờ mình qua cái tiếp theo luôn nha mọi người. Thôi dính con chuột nữa nha mọi người. Trời ơi sao toàn là chuột với lại sóc không vậy trời. Cái lúc hồi rạng sáng á là mình có dính một cái mà dính được cái chân con chuột cống thôi. Cái lò chuột lớn á mình còn dính nguyên cái chân nha mọi người. Tối quá mình quay không được. Giờ cái này dính tiếp chuột nữa. Trời ơi, chuột này chuột gì chuột cơm à. Chuột mày đánh mình nè. À. Đem về cho mèo. Có chứ. Trời kẹp ơi. Phát thì chết tươi luôn á. Kẹp cái này kẹp cái sống gì nổi. Được con chuột nữa nha mọi người. Trời ơi, toàn chuột với sóc không à. Không thấy chồn đâu mà toàn chuột với sóc không à. Chồn lấy đi ngủ đâu hết. Chồn này không thấy con nào luôn. Chết tươi luôn. Ừ, chỗ này toàn là chỗ đẹp không nha mọi người. Đây là hai cái vườn người ta bỏ không nè. Đây nè, đó, bên này người ta bỏ không nè, bên này người ta cũng bỏ không nha mọi người. Bây giờ toàn là khu đẹp không. Khu này đặt rắn cũng đúng bài luôn. Đây là cái lối đi nè. Rồi giờ mình lên cái cuối cùng phía trên kia luôn nha mọi người. Rồi giờ đây là cái cuối cùng luôn nha cả nhà. Đây cái cuối cùng luôn, móm luôn nha mọi người. Trời ơi sớm chưa. Sớm giờ toàn là gì đâu không á. Toàn chuột sóc. Trời ơi. Sáng giờ tôi toàn chuột với sóc không à. Đen như cái gì. Thăm 19 cái nha mọi người. 19 cái. Toàn được thấy chuột với sóc không à. Toàn là chuột với sóc không à. Nhưng mà sóc 4 con chuột, 2 con sóc. Ừ được mấy con chuột rồi ta. Được 3 con chuột với lại 2 con sóc. Đây rồi mình quay cho mọi người xem nha. Bỏ con bọc luôn rồi. Nãy con sóc mình bỏ đâu rồi ta? Trong này hả? À? Đâu ở ngoài. Đó. Ngoài nè. Nãy được hai con sóc to như vậy như nha mọi người. Cô thù. Đó được hai con sóc. Với lại được 3-4 chuột kìa. Trời con sóc đã. Con sóc kia thì bị con trồn nó ăn mất nha mọi người. Nó ăn còn cái bộ da không à. Còn cái đầu thì còn nguyên, cái đầu thì dính vô cái kẹp còn nguyên. Nhưng mà cái bụng đồ á là nó ăn hết trơn luôn. Cái bụng cái ruột nó ăn hết trơn còn cái da không à. Trời ơi nhìn à, lắc này. Đó đánh qua đánh lại thấy khiếp không nha mọi người. Nhìn cũng khiếp không? Léo lèo quá hơi bị nhiều. Léo lèo nhiều quá nên bà chim nó to chà bá lửa luôn. Trời ơi, cái hòn rồi. Cười nha. Nhìn thấy khiếp luôn mà, nhìn thấy cái hòn là thấy khiếp rồi. Cái hòn chắc mắt lãng rồi. Trời ơi mình, anh em mình chủ yếu đi đánh chồn mà tính toàn với sóc với chuột không. Tốn thêm rượu nữa. Ừ, đem mấy cái lọ này về tốn rượu thêm chứ được cái gì đâu mà. Thôi giờ anh em mình tạm ngưng clip tại đây nha mọi người. Khi nào đi đánh rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi mọi người thấy video hay nhớ like đăng ký để ủng hộ anh em tụi mình với nha. Thôi bye bye mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Hẹn lần sau.
Rồi hẹn gặp lại video tiếp theo nha mọi người.